Hàng chục chiến sĩ công an được huy động để khám xét tại đây. Việc khám xét bắt đầu từ chập tối đến tận khuya. Thông tin về số lượng ma túy trong bệnh viện chưa được công bố cụ thể, nhưng thông tin ban đầu cho biết đã tìm thấy hàng trăm viên ma túy được giấu tại đây, đồng thời có nhiều dấu hiệu cho thấy số ma túy có liên quan một doanh nghiệp bên ngoài đang hợp tác xử lý một số công việc mang tính dịch vụ trong bệnh viện. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới là bệnh viện cấp 1 trực thuộc Bộ Y tế, là bệnh viện lớn nhất ở tỉnh Quảng Bình. Đến thời điểm này, cơ quan công an vẫn chưa có thông tin chính thức cho bệnh viện.